Gần đây nhất là năm 2010, chủ yếu là thành phố Nguyên Đề, Đòn Tây, Mới. Với những kiến trúc đặc trưng của người dân Đường Lâm đó là những ngôi nhà trụ được thêm những người dân của gỗ và tường. Và trước cổng này các anh chị được xây dựng theo kiểu kiến trúc đó là tượng gia hạ môn, có nghĩa trên là nhà, dưới là đường đi. Và chiếc cổng này rất nổi tiếng ở Đường Lâm, bất cứ một du khách nào khi đến với làng cổ Đường Lâm thì họ đều rất là yêu quý chiếc cổng này và họ đều dừng lại đây để chụp một kiểu ảnh. Và nó là một di tích rất nổi tiếng ở Đường Lâm. Và song song với di tích làng cổ Đường Lâm, cổng làng thì cũng có những di tích khác mà nó được xếp hạng trên, nhưng mà nó lại được xây dựng trên các cánh đồng. Và nó cũng có liên quan một chút với chiếc cổng này. Thưa các anh chị là khi mà mình đến với nghe người ta nói đây, nhìn cổng làng thì anh chị có nhìn thấy cái cánh cửa. Cái cánh cửa thì nó sẽ được đóng, ngày xưa nó sẽ được đóng và mở một giờ nhất định. Nếu ai đó đi về muộn thì mọi người sẽ phải nghỉ lại những ngôi ở trên những ngôi nhà trên các cánh đồng. Và chút nữa trên cái tuyến đi tham quan Cam Lâm thì em sẽ chỉ cho anh chị. Và bây giờ có thể đứng ở góc này nhìn thấy đi ạ. Vâng, xa xa có thể nhìn thấy cái ngôi nhà ở đằng trên cánh đồng không ạ? Vâng. Tham quan một ngôi nhà cổ trong làng, sau đó sẽ quay ra đây để làm triển lãm. Bây giờ xin mời đoàn anh chị chúng ta xuất phát ạ.